Chương 1.1 Giới thiệu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giang Hữu là tuyển thủ của chiến đội AG, dựa vào giá trị nhan sắc và kỹ thuật chuyên môn mà thanh danh truyền xa trong giới tuyệt địa cầu sinh, tắp. Cho dù livestream cũng không bao giờ lộ mặt, thậm chí đến lời nói cũng chẳng được mấy câu. Phan bà xã và Phan kỹ thuật đều lặng lẽ ngồi canh trong phòng livestream đợi anh phát sóng, sau bỗng có một ngày, giao diện tổ đội xuất hiện thêm một chị gái nhỏ, người này kỹ trời sinh có tính tham lam, hạ đối thủ cướp hầm, từ khi có cô, giáp ba là của cô, mũ ba là của cô, ngay cả Avedup M vàng năm khó gặp cũng là của cô, phan bà xã xôn sao cảm thấy địa vị của mình khó lòng giữ nổi, vào lúc đã tính toán gián cấp xuống phan bà mẹ, thì chị gái nhỏ kia trong khi chơi game đã vô tình lỡ miệng gọi gian hữu. Một tiếng, đệ đệ, phòng livestream lập tức náo loạn, không tới nửa tiếng đồng hồ, No, một hot sức biến thành led dẫn theo chị gái chơi game đối với việc này, đương sự làm sáng tỏ hai vấn đề, led. Thứ nhất, là con một, thứ hai, là tiểu tỷ tỷ của tôi. Thật sự, đã dán cho mọi người một gậy trí mạng kỳ noãn có đôi mắt như sao, gặp được gian hữu sẽ phát sáng, chú thích, một và hai. Là các vật phẩm trong game pub mà người chơi sử dụng để tăng khả năng phòng thủ cho nhân vật, ba. m là khẩu súng bắn tỉ dạng bôn, tác sân, lên đạn từng viên trong pub, M là khẩu súng bắn tỉa có sát thương cao nhất trong game và chỉ được tìm thấy trong các drop thùng thính. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.